kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hải Phòng Tăng Trưởng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Nhận diện, đánh giá những thuận lợi khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố những tháng cuối năm, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách. Ngành thuế và các địa phương đơn vị nỗ lực thực hiện đồng bộ những giải pháp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm nay. Mời quý vị đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chúng ta đã đi qua 3/4 chặng đường của năm 2023. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, thách thức nhiều hơn so với dự báo, tình hình kinh tế xã hội trong nước tiếp tục cho thấy xu hướng phục hồi, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nỗ lực vươn lên cùng cả nước. 9 tháng qua, thành phố Hải Phòng cũng đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế xã hội, tạo nên bức tranh tổng thể với nhiều gam màu sáng, là địa phương có tăng trưởng GDP cao nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. 9 tháng năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng GDP ước tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 3 cả nước và thứ nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 12,47% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 134.000 tỷ đồng, bằng 70,5% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 20,6 tỷ đô la Mỹ, bằng 66,6% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 112 triệu tấn, bằng 60,6% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 140% so với cùng kỳ. Giải quyết việc làm cho trên 44.400 lượt lao động, đạt 77,5% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 86,3%, bám sát kế hoạch đề ra. Những con số thống kê trên cho thấy, tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong 9 tháng năm 2023 tiếp tục ổn định và phát triển. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố được cải thiện. Chúng ta nhìn vào tổng vốn đầu tư toàn xã hội thì đây là năm mà chúng ta tăng kể cả về tỷ lệ phần trăm và giá trị tuyệt đối. Điều này chứng tỏ rằng là một trong ba cái động lực tăng trưởng chúng ta là tiêu dùng, tổng đầu tư và xuất khẩu thì chúng ta đã đóng góp rất quan trọng vào tăng trưởng thành phố. Ở đây chúng ta nhìn thấy vai trò của vốn đầu tư công là chúng ta giải ngân rất tốt, vì vậy mà đóng vai trò tăng cao nhất trong các vốn trực tiếp nước ngoài và vốn đầu tư của dân cư và tư nhân. Tuy nhiên, kinh tế xã hội thành phố vẫn còn một số tồn tại, thách thức, đặc biệt là công tác thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước và sản lượng hàng qua cảng giảm so với cùng kỳ. 9 tháng năm nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt 65.374 tỷ đồng, bằng 62,45% dự toán trung ương giao và bằng 56,14% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 42.000 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và bằng 60% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Riêng thu nội địa mới chỉ đạt 21.813 tỷ đồng, đạt 51% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Thu xuất nhập khẩu và thu nội địa là đang rất kém so với mọi năm và rất kém so với các địa phương khác. Đấy, và nếu chúng ta không cố gắng thì cái chỉ tiêu này chúng ta sẽ không hoàn thành. Nếu tách riêng cái nhiệm vụ các sắc thuế thì của Cục Thuế đảm nhận thì mới đạt được gần 70%. Thì cái này của vừa Cục Thuế và vừa các chi cục thuế. Thì như vậy, như thế này thì vẫn đang thấp hơn là 75%. Còn 3 tháng nữa thì lãnh đạo thành phố này, thì vẫn quyết tâm là hoàn thành 42.500 đến giờ phút này. Và có lẽ đến cuối năm thì vẫn cứ quyết tâm là hoàn thành. Vâng, có thể thấy, bên cạnh những chỉ tiêu tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch, vẫn còn 5 trên 9 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt dưới 70% kế hoạch năm, 40% khối lượng công việc phải hoàn thành trong 25% quỹ thời gian còn lại của năm 2023 đang đặt ra thách thức vô cùng lớn với các sở ngành địa phương. Mục đối thoại hôm nay, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Lê Gia Phong, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố, phân tích những yếu tố tác động, dự báo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội thành phố những tháng cuối năm. Dạ vâng, trân trọng cảm ơn ông Lê Gia Phong, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng đã dành thời gian tham gia chương trình. Vâng thưa ông có thể đánh giá tổng quát
về bức tranh kinh tế thành phố 9 tháng đầu năm 2023 với những điểm sáng và điểm hạn chế như thế nào, thưa ông? Thì một số các cái điểm sáng về tình hình kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng trong 9 tháng đầu năm 2023, một số cái đạt được như sau: tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2023 của thành phố là tiếp tục duy trì được cái đà tăng trưởng tích cực. Để quý sau thì chúng ta đạt được cao hơn quý trước. Ở đây cụ thể là quý 1 tăng 9,46%, quý 2 tăng 10,28% và quý 3 đã vươn lên là tăng với cái mức là 10,48%. Do vậy, tính chung 9 tháng đầu năm 2023 thì tăng trưởng kinh tế của thành phố Hải Phòng đạt ở con số là tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước. Thì cái thứ hai nữa là cái một cái điểm sáng thì sản xuất công nghiệp của thành phố là đã khởi sắc hơn từ quý 3. Thì chỉ số sản xuất công nghiệp IP tháng 9 năm 2023 ước tăng trên 19% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng thì tăng 12,47% so với cùng kỳ. Tiếp đến là cái hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra cũng hết sức sôi động và đã duy trì được ở cái mức tăng cao. Thì tuy nhiên thì bên cạnh đó, bên cạnh cái kết quả đã đạt được như vậy, thì cái bức tranh kinh tế xã hội của thành phố 9 tháng 2023 vẫn còn những cái điểm hạn chế tồn tại. Thì một số cái chỉ tiêu kinh tế chủ yếu là đã thấp so với mục tiêu đặt ra của năm 2023, như chỉ tiêu là tăng trưởng GDP, tăng trưởng của chỉ số sản xuất công nghiệp IP, rồi giá trị kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách cũng như là chỉ tiêu hàng hóa thông qua cảng. Dạ vâng, thưa ông, qua những gì ông chia sẻ thì bên cạnh những cái điểm sáng của bức tranh kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm thì vẫn còn những chỉ tiêu mà chúng ta chưa hoàn thành được. Vậy thì ông có thể chia sẻ đâu là những nguyên nhân dẫn đến việc là chúng ta chưa thể hoàn thành được những cái chỉ tiêu đó được không ạ? Do tình hình kinh tế thế giới có cái sự phục hồi yếu và cầu giảm, cùng với đó là cái lạm phát ở mức rất cao. Điều đó dẫn đến các cái chi phí về nguyên nhân vật liệu và tăng cao, rồi chuỗi cung ứng thiếu ổn định. Những cái nguyên nhân này đều dẫn đến cái ảnh hưởng tới cái năng lực sản xuất của các cái doanh nghiệp trong ngành công nghiệp trong thời gian qua là cũng đã có cái sự giảm sút. Động lực từ cái khu vực sản xuất tuy là đã có những cái cải thiện hơn so với 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên thì cũng vẫn còn khá yếu do cái thiếu hụt là về đơn hàng. Thì ở đây thì một hàng loạt các cái nhóm ngành như là dệt may, da giày là cái số lượng đơn hàng so với những cái thời gian trước là giảm khoảng, so với năm 2022 giảm khoảng trên dưới 50%. Thì do cái rồi chi phí đầu vào tăng cao, thị trường xuất khẩu của Hải Phòng, của các cái doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng là cũng có cái sự thu hẹp lại so với những năm trước. Thu ngân sách nhà nước của thành phố trong cái thời gian qua là chưa bám sát được kế hoạch, thì cũng do nhiều cái yếu tố tác động đến. Thì bên cạnh những cái khó khăn chung như về tình hình kinh tế giới tiếp tục suy giảm, suy thoái, thế rồi mặt khác thì do các khó khăn như vậy thì chính phủ cũng đã có những các cái chính sách là miễn giảm thuế, rồi các có các cái gói nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để phục hồi sản xuất kinh doanh. Thì có một số cái sắc thuế là giảm, tức là doanh nghiệp, người dân sẽ đóng cái thuế thấp hơn trước. Như vậy thì ở một số cái sắc thuế này thì cái thu nó cũng giảm so với trước. Thế rồi tình hình sản xuất kinh doanh của các cái doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì cũng gặp nhiều cái khó khăn. Thì cũng đều là do các nguyên nhân mà chúng tôi nêu ở trên. Bên cạnh đó thì do những cái khó khăn như vậy thì trước kia thì ở một số các cái doanh nghiệp mà có quy mô lớn có cái số nộp ngân sách cũng khá lớn với thành phố. Thế tuy nhiên trong cái thời gian 9 tháng đầu năm 2023 thì do gặp khó khăn trong cái việc tiêu thụ sản phẩm. Do vậy là cái cũng ảnh hưởng đến cái doanh thu mà từ đó là dẫn đến cái giảm về cái nộp ngân sách cho thành phố. Mặt khác thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp còn cái nợ đọng thuế mà cái giá trị thuế mà doanh nghiệp nợ ngân sách nhà nước này cũng khá lớn. Thì, ngoài ra thì trong cái ảnh hưởng đến cái thu
trong thời gian qua chưa đạt được cái mục tiêu kế hoạch đặt ra, thì cũng do nguyên nhân ở cái tiền thu tiền đất cũng đạt tỷ lệ nó cũng chưa tương xứng với mục tiêu đề ra. Vâng, vậy ông có thể dự báo về tình hình phát triển kinh tế của Hải Phòng từ nay đến cuối năm được không ạ? Dù còn nhiều khó khăn, áp lực từ thị trường của thế giới và trong nước, thế nhưng mà 3 tháng cuối năm thì kinh tế của thành phố cũng sẽ có những cái triển vọng tăng trưởng từ một số các yếu tố mới và những cái yếu tố tích cực, rồi từ cái sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố cũng như các cấp các ngành. Mặt khác thì cái đầu tư công cũng sẽ là cái yếu tố đòn bẩy cho các cái luồng đầu tư ngoài nhà nước và đầu tư của khu vực FDI, thì đây chính là cái động lực hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2023 của thành phố Hải Phòng. Ngoài ra thì đối với cái hoạt động bán lẻ và cái dịch vụ tiêu dùng thì dự báo của thành phố trong thời gian tới là tiếp tục được cải thiện và có cái sôi động hơn do cái xu thế tiêu dùng thường tăng vào cái dịp cuối năm và cái dịp mà chuẩn bị Tết Nguyên Đán. Thì đối với ngành công nghiệp thì đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến chế tạo thì trong cái quý 3 đã có cái sự dấu hiệu khởi sắc trở lại, và trong thời gian tới thì có những cái hỗ trợ tốt hơn góp phần vào trong cái tăng trưởng kinh tế chung của thành phố. Trong tháng 9 thì có một số cái doanh nghiệp có quy mô lớn trong ngành sản xuất công nghiệp thì cũng đã đưa vào sản xuất đại trà cái sản phẩm mới và với khối lượng lớn, thì những cái doanh nghiệp này là có cái mở rộng về quy mô cũng như là tăng công suất. Thì theo cái kết quả điều tra xu hướng kinh doanh mẫu của 182 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong quý 3 trên địa bàn thành phố thì cũng đã cho thấy là có trên 82% số doanh nghiệp được hỏi là đã trả lời là đánh giá cái tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 4 năm 2023 mà so với quý 3 thì giữ ổn định và có cái xu hướng là tốt hơn. Dạ vâng, vậy thì nhiệm vụ của chúng ta đặt ra trong những tháng cuối năm là gì để có thể hoàn thành được các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đặt ra trong năm 2023, thưa ông? Để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế đặt ra trong năm 2023 là tăng từ 12,7 đến 13%, thì tăng trưởng quý 4 chúng ta cần phải đạt khoảng 15%. Thì đây là được đánh giá là một cái nhiệm vụ hết sức khó khăn trong cái bối cảnh kinh tế thế giới dự báo còn tiếp tục diễn ra những phức tạp và những cái rủi ro. Trong khi đó thì nền kinh tế trong nước thì còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Để có thể hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 ở cái mức cao nhất có thể thì những cái nhiệm vụ giải pháp cần phải thực hiện trong thời gian tới là ngành công nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư đối với các cái doanh nghiệp mà thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, giải quyết các khó khăn vướng mắc, nhất là cái khâu giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch sẵn sàng cho việc thu hút đầu tư của thành phố trong những tháng cuối năm, đồng thời trong cả cái thời gian tới. Thì bên cạnh đó thì ngoài ngành công nghiệp đóng góp chủ lực thì khu vực dịch vụ cũng đang từng bước phục hồi và đã có những cái đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố, thì chúng ta cũng cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong các cái lĩnh vực hoạt động ngành được coi là thế mạnh của thành phố và có những ưu thế cạnh tranh chiến lược của thành phố, đó là cảng biển, logistics và du lịch. Thứ hai, để duy trì cái động lực phục hồi và hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế thành phố thì chúng ta cần tiếp tục tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công, thì phấn đấu đến hết năm phải giải ngân được 100% cái mục tiêu đề ra đối với giải ngân đầu tư công năm 2023, đồng thời phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân cũng như tiến độ thực hiện các cái dự án mà từ đầu năm đến giờ, các cái dự án trọng điểm, dự án lớn mà thành phố cũng đã có khởi công. Thứ ba là các cấp các ngành
địa phương liên quan thì cũng cần phải triển khai quyết liệt đồng bộ các cái giải pháp để nhằm đảm bảo hoàn thành cái nhiệm vụ thu ngân sách thành phố năm 2023, cân đối kịp thời các cái nguồn vốn để giải ngân cho các cái dự án sắp hoàn thành và cũng đang triển khai, đẩy mạnh thao gỡ cái khó khăn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển nhanh trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, từ cái sản xuất tốt thì có thể là đẩy mạnh cái việc xuất nhập khẩu và quan tâm nhiều hơn tới các cái doanh nghiệp thuộc khu vực FDI. Thì đây là cái khu vực mà có cái đóng góp chủ lực cho sản xuất công nghiệp cũng như cái hoạt động xuất khẩu của thành phố trong thời gian tới. Dạ vâng, trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia phỏng vấn ạ. Vâng, thưa quý vị, từ những phân tích vừa rồi, có thể nói để về đích các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm nay cần sự quyết tâm rất lớn từ các sở ngành địa phương, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách. 9 tháng năm nay, cả thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đều giảm so với cùng kỳ. Để hoàn thành số thu ngân sách hơn 116.400 tỷ đồng, đối với ngành thuế còn không ít gian nan và rất cần có những giải pháp quyết liệt hơn để chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu. Thu nội địa là số thu quan trọng trong cơ cấu nguồn thu. Trong những tháng còn lại của năm 2023, các giải pháp chống thất thu ngân sách được Cục Thuế chỉ đạo quyết liệt để tăng thu ngân sách. Năm nay, Chi cục thuế khu vực Lê Chân, Dương Kinh được giao hơn 1.200 tỷ đồng và hiện đang quản lý trên 3.000 doanh nghiệp. Cùng với việc triển khai công tác hỗ trợ người nộp thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế được tăng cường đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Trong 9 tháng, Chi cục đã tiến hành kiểm tra 233 doanh nghiệp, truy thu và phạt 32,9 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch giao. Đội kiểm tra thuế chúng tôi cũng đã phối kết hợp với đội quản lý nợ, áp dụng các cái biện pháp phân loại nợ đối với khoản nợ khó thu và khoản nợ có khả năng thu, phân loại nợ đối với khoản nợ trên 90 ngày và khoản nợ dưới 90 ngày. Thì đối với khoản nợ trên 90 ngày, thì đội kiểm tra thuế chúng tôi cũng đã phối kết hợp với đội quản lý nợ, áp dụng các cái biện pháp cưỡng chế theo quy định. Chi cục đề ra rất nhiều giải pháp. Thứ nhất là tiếp tục là tham mưu cho quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân hai quận về công tác đấu giá đất. Cái thứ hai nữa là tập trung cao các tổ công tác để chống thất thu ngân sách, nhất là đối với lại là cái tiền nợ tiền thuế đất cũng như là thuế ngoài kinh doanh. Chi cục cũng đã tham mưu cho quận ủy, ủy ban nhân dân hai quận là thành lập ban chỉ đạo về chống thất thu ngân sách của hai quận và cũng như đặc biệt là đối với hộ kinh doanh. Thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách, Cục Thuế thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách, thành lập 5 tổ công tác chống thất thu ngân sách, trong đó có 4 tổ công tác do Cục Thuế làm thường trực. Các tổ công tác chống thất thu kịp thời đề xuất nhiều giải pháp tăng thu cho nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, nhất là việc thanh tra kiểm tra chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Chú trọng công tác thanh tra kiểm tra chuyên đề về bất động sản, thương mại điện tử. Đến tháng 9, toàn ngành đã thu nợ được tổng số tiền là trên 2.670 tỷ đồng. Biện pháp, giải pháp của Cục Thuế thành phố Hải Phòng là tăng cường cái tổ kiểm soát quản lý rủi ro trong sử dụng hóa đơn điện tử để thường xuyên kiểm tra, tra cứu trên hệ thống sử dụng hóa đơn điện tử nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những người nộp thuế có dấu hiệu mà rủi ro về hóa đơn và về thuế. Trường hợp phát hiện, Cục Thuế thành phố Hải Phòng sẽ làm biện pháp rất mạnh, đó là mời người nộp thuế lên cơ quan thuế hoặc cung cấp bổ sung hồ sơ giải trình thông tin tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế phải nộp. Từ nay cho đến cuối năm, Cục Thuế tập trung phát động phong trào thi đua trong toàn ngành thuế, hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất, yêu cầu các phòng, các chi cục thuế tập trung và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách như rà soát đôn đốc các doanh nghiệp kê khai và nộp thuế theo quy định, nộp đầy đủ số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, trừ các khoản được gia hạn thời gian nộp thuế, hạn chế thấp nhất nợ mới phát sinh, tăng cường kiểm tra, rà soát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế tập trung, rà soát đối với các doanh nghiệp có hưởng ưu đãi thuế, áp dụng ưu đãi thuế không đúng theo quy định, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và hóa đơn, phát hiện kịp thời các hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
Về chi cục thuế khu vực Hồng Bàng An Dương thì cũng đã chỉ đạo cán bộ công chức chấp hành nghiêm các quy định về quản lý rủi ro về hóa đơn, giám sát kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp theo hàng ngày và tăng cường công tác đối chiếu xác minh thông tin nguồn gốc hàng hóa dịch vụ đối với các giao dịch có dấu hiệu gian lận để khoanh vùng các doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí đánh giá rủi ro. Thì quá trình quản lý nếu phát hiện các dấu hiệu tội phạm thì sẽ chuyển cái tin báo sang cơ quan bảo vệ pháp luật. Với số lượng lớn, đặc thù nhỏ lẻ, công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cũng là một khâu khó trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách để không bỏ lọt nguồn thu. Cục thuế thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch rà soát, kiểm tra, chống thất thu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố. Việc triển khai chia làm hai giai đoạn, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 và giai đoạn 2 từ mùng 1 tháng 10 đến hết 30 tháng 11 năm 2023. Cục thuế sẽ thực hiện rà soát, bổ sung, đưa vào lập bộ, xác định lại doanh thu đối với các hộ kinh doanh cho từng đơn vị trực thuộc. Chi cục thuế khu vực Ngô Quyền, Hải An hiện đang quản lý hơn 6.000 hộ cá nhân kinh doanh. Trong đó, hộ có trong sổ bộ thuế là hơn 5.100 hộ, hộ kê khai hơn 200 và miễn giảm là hơn 1.000 hộ. Từ đầu năm đã đưa vào quản lý được 87 hộ, tăng thu được 180 triệu đồng. Cán bộ công chức của Chi cục thuế khu vực Ngô Quyền, Hải An hiện nay số lượng nhân sự mà công tác ở tại các đội thuế cũng còn rất là ít, chỉ mỗi một đội thuế từ 1 đến 2 đồng chí, mà trên địa bàn quản lý là gần như là có những địa bàn thì đến 500-600 hộ kinh doanh. Hiện nay chúng tôi cũng đã rà soát tăng thu so với công tác quản lý của hộ kinh doanh lên được trên 300 hộ. Chúng tôi vẫn đang thực hiện để điều tra doanh thu trên mức 100 triệu thì đưa vào quản lý ngay trong tháng. Cũng mong muốn rằng các cơ quan chức năng các cấp thẩm quyền sẽ xem xét là phân cấp và ủy nhiệm thu cho các hộ kinh doanh này cho xã, phường, thị trấn, đồng thời gắn với cái việc là cân đối điều tiết chi vào lĩnh vực này thì để cho các xã, phường, thị trấn là có cái biện pháp thu triệt để hơn và đồng thời là gắn với cái nhiệm vụ thu chi ngân sách của địa phương. Cùng với việc đẩy mạnh hiện đại hóa ngành thuế, những chính sách hỗ trợ giảm thuế VAT, giãn hoãn thuế từ chính phủ thời gian qua cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, có điều kiện quay lại đóng thuế cho ngân sách nhà nước. Hộ kinh doanh nhà mình được giảm thuế thì mình thấy là giá mặt hàng được giảm xuống thì sẽ kích cầu được nhu cầu mua hàng của người dân thì là sẽ tác động đến cái doanh thu của bên mình được tăng lên. Góp phần được hỗ trợ cho doanh nghiệp bớt chút được khó khăn trong qua cái đợt dịch vừa rồi, ổn định được cái nguồn nộp vào ngân sách nhà nước. Trong năm qua thì doanh nghiệp cũng được miễn giảm tiền thuế đất. Từ đó thì cũng giúp doanh nghiệp có được nguồn lực để tăng doanh thu, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh lũy kế 9 tháng đạt hơn 5.600 tỷ đồng, bằng 108,2% dự toán Trung ương giao và bằng 94% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Đây cũng là sắc thuế có số thu tích cực nhất đến nay. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Cục thuế sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó có triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, theo chỉ đạo tại công điện số 470 của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thuế giá trị gia tăng. Vâng, để đạt được dự toán thu ngân sách cả năm, nỗ lực từ phía ngành thuế là chưa đủ. Năm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố giao số thu từ nhà đất là hơn 15.700 tỷ đồng. Thế nhưng hết tháng 9, số thu này mới đạt tỷ lệ hơn 19%, trong đó thu tiền sử dụng đất mới đạt 16%, thu tiền thuê đất đạt 34% và thu tiền bán nhà đạt 1,1%. Đây cũng là một trong những chỉ tiêu thu khó đạt ở nhiều địa phương đơn vị, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu ngân sách. Theo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Quản lý và Kinh doanh Nhà, tính đến tháng 10 năm nay, công ty mới thực hiện thu tiền bán nhà ở đối với 12 hộ có quyết định duyệt giá bán nhà từ cuối năm 2022. Số tiền thu được gần 3,3 tỷ đồng. Công ty đã chuyển hồ sơ của 13 trường hợp đủ điều kiện trình Sở Xây dựng, đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ của 42 trường hợp nữa. Đối với thu hồi quỹ nhà sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước, tính đến tháng 10, công ty đã thực hiện thu hồi bằng việc khởi kiện tại tòa án 47 điểm. Bàn giao cho Ủy ban Nhân dân các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, tổng số 30 điểm,
để thực hiện các thủ tục đấu giá theo quy định. Tuy nhiên đến nay, việc thực hiện đấu giá tại các địa phương còn chậm. Trong khi chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm, số tiền thu được từ bán nhà sở hữu nhà nước vẫn rất thấp. Số hồ sơ với số căn hộ để hoàn thiện hồ sơ thực hiện cái việc bán nhà thu tiền theo kế hoạch lập dự toán thì công ty cũng đã chuẩn bị được tầm khoảng 5 đến 60 hồ sơ chuyển sở xây dựng để chờ hội đồng bán nhà họp và duyệt trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định. Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố thì công ty sẽ thực hiện cái việc thu tiền. Mặc dù thị trường bất động sản năm 2023 dự báo có dấu hiệu phục hồi nhưng cơ bản vẫn trầm lắng, dẫn đến thu từ các dự án đấu giá đất không đạt như dự kiến. Không ít địa phương phải tiến hành đấu giá nhiều lần. Từ đầu năm đến nay, huyện Kiến Thụy đã tổ chức đấu giá 6 điểm thuộc các xã Tú Sơn, Thụy Hương và Thuận Thiên, Ngũ Đoan với tổng số 133 lô. Tổng số tiền chúng đấu giá là 235 tỷ đồng, số tiền đã thu là 120 tỷ đồng. Hiện nay, huyện đang tập trung mặt bằng tiếp tục đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Đồng Cửa, thị trấn Núi Đối với tổng số 44 lô đất, dự kiến thu giá chúng là hơn 58 tỷ đồng. Thành phố giao chỉ tiêu thu ngân sách từ đấu giá của đất đối với Kiến Thụy là 220 tỷ. Ngay từ đầu năm, thì các cấp ủy từ huyện tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng bằng thu hồi đất. Sau đó thì sẽ trình Ủy ban thành phố hồ sơ xin giao đất và tập trung cao cho công tác đôn đốc nhà thầu thi công để nhanh tiến độ để thực hiện đủ điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tới ngày 30 tháng 12 năm 2023. Xác định hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 hết sức khó khăn, nhất là với chỉ tiêu về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo các sở ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ đấu giá 11 khu đất có số thu lớn và tính tiền sử dụng đất đối với 5 dự án để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu Hội đồng nhân dân thành phố giao. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 1459 năm 2023, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các quận huyện trong việc xác định giá đất cụ thể, từ đó tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư. Tại hội nghị thành ủy lần thứ 13 diễn ra mới đây, quan điểm của thành ủy Hải Phòng là quyết tâm thống nhất giữ nguyên các mục tiêu, chỉ tiêu đã được nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố đề ra để tiếp tục triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Quyết tâm chính trị của thành phố được lượng hóa bằng 29 nhiệm vụ lớn, cấp thiết, trọng tâm, cần dồn toàn lực để thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ. Trong đó có nhiệm vụ thu ngân sách. Đầu tiên là công tác thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa. Việc hoàn thành theo chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố đang là thách thức lớn nhất của toàn Đảng bộ chúng ta. Đến hết năm 2023, chúng ta ước sẽ hoàn thành chỉ tiêu của năm. Tuy nhiên cũng mới chỉ đạt 65,4% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Tức là nếu năm nay mà chúng ta đạt so với chỉ tiêu thì cả nhiệm kỳ chúng ta mới đạt được 65,4%. Nếu 2024-25 chỉ hoàn thành chỉ tiêu năm mà không có đột phá, không tìm được nguồn thu mới thì chúng ta cũng chỉ đạt 76,9% của cả nhiệm kỳ đấy. Hụt 15.000 tỷ. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng cũng đặc biệt quan trọng đối với thành phố. Tôi đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố mà cụ thể là đồng chí Lê Anh Quân được giao chỉ đạo nhiệm vụ này, chỉ đạo có nghiên cứu sâu về cơ cấu nguồn thu, về những khu vực còn dư địa để tăng thu, về những công ty sản xuất trên địa bàn nhưng kê khai và nộp thuế ở nơi khác, vân vân, để có giải pháp. Thưa quý vị, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo đà tăng tốc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Và hy vọng rằng những nhiệm vụ được lãnh đạo thành phố giao cụ thể cho từng đơn vị địa phương sẽ thúc đẩy sự vào cuộc mạnh mẽ, sự quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao độ của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là từ người đứng đầu các cấp ủy chính quyền các cấp để về đích thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Hải Phòng Tăng trưởng ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị muốn xem lại chương trình có thể truy cập website thhp.vn hoặc app THP On. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
Thank you.